Xin chào. Nghe đồn ở đây có quỷ nhập tràng đúng không? Cắn người dữ lắm đúng không? Thầy đến đây là để thầy diệt mấy con đó. Đâu quỷ đâu? Quỷ đâu? Trời nó lết ra luôn rồi kìa. Ai à? Sao mấy em tự nhiên thành ma hết luôn rồi vậy? Nó chơi sao mà thành ma hết luôn rồi? Chơi sao mà thành ma hết rồi? Ben bị. Trời ơi, chơi sao mà thành ma hết luôn rồi vậy? Trời ơi, Charlie gì Elizabeth nhập vô hết luôn rồi hả? Thành nguyên băng luôn rồi hả? Bị gì vậy Ben? Ben bị gì vậy? Ben bị chiến sĩ một giò nhập rồi. Giờ nó còn một giò. Mấy người bị dụ rồi, giả bộ căng mới diễn á. Diễn hả? Ủa đâu ra bò vô vậy, hết đi vô phòng rồi mà. Mấy giờ em nhỏ nhất rồi. Nhỏ ai kéo áo đàng hoàng đi. Sexy vãi. Thì rồi vô rồi, bỏ vô vô. Thôi trốn. Đi trốn. Đi trốn để tụi nó khỏi kiếm mình rồi. Đi trốn đi. Tụi vô trốn. Khổ là em ngủ mà. Trốn vô. Sao đại ca kỹ rồi nha. Trốn vô để mấy đứa kia nó chi lùng mình mệt quá. Trời ơi có bắt đầu đi. Tao là ba đi. À, dạ chơi trốn tìm trong căn nhà này không? Trời ơi, này cô, sao này biết ở đây hay vậy? Xem nha. Đi xuống tắm chị ơi. Em. Ủa sao bữa nay em qua trễ cho Nori rồi chị Bảo Châu cô Rô đâu? Không có. Tại chị đó ngủ à. À ngủ bên khách sạn luôn rồi hả? Đang ngủ bên khách sạn chứ không qua đây hả? Em ngủ bên đây. Hả? Em không bắt ống lặn. Khỏi cần thi ống lặn. Ok. Rồi đây hết người hả? Ủa cái lòng này làm gì vậy? Đứa nào vô thì vô. Em nhỏ nhất cho nhập vô luôn nè. Làm gì? Sau cái buổi tối quậy banh nhà hôm qua thì sáng nay Tion và người cá Kevin dậy rất sớm để xem các bạn người cá đang ngủ nướng như thế nào. Trời ơi, làm cái này một phải lắp đủ ra.
người cá nha. Tối qua Tuyên cùng đại gia đình người cá ngủ ở đây, cũng là nhờ sự hỗ trợ của gia đình bạn người cá Kevin. Xin cảm ơn rất nhiều nha. Các bạn người cá đã có một giấc ngủ rất ngon và tràn trề năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều hoạt động thật là dài và ý nghĩa. It's all about house music. It's all about world. It's all about house music. It's all about world.